chào quý vị và các bạn. Vụ mây mưa sau hoàn lưu bão đã tan đi rất nhanh và hôm nay thì các tỉnh miền Bắc đã đón nắng trở lại với bầu trời trong xanh và rất ít gợn mây. Hình ảnh này cũng báo hiệu cho những ngày nắng ráo đang chờ ở phía trước. Dự báo trong 3 ngày tới thì toàn khu vực Bắc Bộ sẽ chịu sự chi phối của vùng áp thấp nóng từ phía Tây phát triển và mở rộng hơn sang phía Đông. Do vậy mà nền nhiệt độ tiếp tục có xu hướng tăng lên ở hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ. Ngày có nắng từ sớm và sẽ kéo dài đến chiều muộn với cường độ nắng tăng mạnh. Nên nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa chiều sẽ đạt mức từ 33 cho đến 36 độ, có nơi còn xấp xỉ hoặc cao trên 37 độ. Tiết trời nắng nóng sẽ quay trở lại trong những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7. Vì vậy, mời quý vị và các bạn nên lưu ý uống đủ nước, bổ sung nhiều rau xanh và trái cây. Ngoài ra thì chúng ta cũng nên hạn chế tối đa làm việc ngoài trời vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Thay vào đó thì các bạn nên đi làm sớm hơn vào buổi sáng và có thể kéo dài muộn hơn vào chiều tối để tránh bị say nắng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Thời tiết tại miền Trung cũng nhanh chóng trở lại với thời kỳ nắng nhiều và nhiệt độ tăng nhanh. Những ngày sắp tới thì do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng từ phía Tây nên thời tiết chủ đạo tại miền Trung cũng là ít mưa, ngày nắng nóng. Tuy nhiên, do vùng áp thấp nóng chủ yếu phát triển sang phía Đông chứ không mở rộng xuống phía Đông Nam nên nắng nóng ở miền Trung không gay gắt như những ngày cuối tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua. Với nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, có nơi 38 độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Bình Định và Phú Yên. Tuy nhiên, do độ ẩm trong không khí giảm xuống khá thấp vào lúc giữa trưa nên người dân vẫn cần chú ý là phải uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe của bản thân. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận thì mức nhiệt phổ biến đều dưới là 35 độ nên tiết trời không quá nóng. Tuy nhiên, vấn đề thiếu nước vẫn là mối lo ngại của người dân nơi đây trong những ngày sắp tới. Vì vậy mà chúng ta hãy tiết kiệm tối đa nguồn nước để có thể chống chọi với những ngày ít mưa về sau. Bên cạnh đó là nguy cơ cháy rừng cao tại khu vực Phú Yên và Khánh Hòa. Lui xuống phía Nam đến với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rào và dông sẽ còn xảy ra nhiều trong chiều tối và đêm nay. Tuy nhiên, đến 3 ngày tới, mặc dù vẫn chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam, nhưng trên hệ thống khí quyển ở tầng cao thì hoàn lưu khối không khí ổn định lại ảnh hưởng đến toàn vùng, nên không có mưa nhiều như những ngày trước đó. Mà thay vào đó thì các tỉnh thành phía Nam sẽ có nắng nhiều hơn, nên nhiệt độ tại khu vực sẽ tăng thêm từ 1 cho đến 2 độ, với mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ dao động từ 31 cho đến 34 độ. Đến chiều tối thì trời chỉ có mưa rào rải rác nhưng với lượng không nhiều và sẽ kết thúc nhanh. Mưa giảm, trời nắng khô và độ ẩm giảm thấp là điều kiện thuận lợi dẫn đến nguy cơ cháy nổ. Như là vụ cháy vào tối ngày 25 tháng 6 vừa qua, nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông của một công ty bao bì đóng tại khu công nghiệp Nhân Trạch 3 của tỉnh Đồng Nai đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Lửa lớn cộng với gió mạnh khiến cho lực lượng chức năng phải dập lửa thâu đêm mới có thể khống chế được đám cháy. Bởi vậy, mọi người dân ở khu vực cần nâng cao cảnh giác về nguy cơ cháy nổ trong những ngày tới. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Thưa quý vị, đêm nay và ngày mai thì gió trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ còn mạnh cấp 6, giật trên cấp 7, biển động và sóng cao. Sau đó sang ngày 28 và ngày 29 thì ngoại trừ Vịnh Bắc Bộ còn có gió mạnh gây biển động. Còn các vùng biển khác bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió Tây Nam thổi với cường độ trung bình. Mưa xảy ra ở một vài nơi nên không gây nhiều trở ngại cho các hoạt động của hàng hải. Riêng phần phía đông của khu vực giữa và phía nam biển Đông thì vẫn cần phải cảnh giác với mưa rông rải rác khiến cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy là thời tiết cả nước sẽ chuyển sang trạng thái nắng nhiều và giảm mưa trong vòng 3 ngày tới. Trên biển thì sóng gió cũng giảm dần, chỉ còn khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn có gió mạnh gây ảnh hưởng tới hoạt động của tàu thuyền. Tới đây bản tin thời tiết cuối ngày 26 tháng 6 cũng xin được khép lại. Xin kính chào và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.